anh ạ. Ngồi đây. Cậu là Sơn. Dạ vâng, em Sơn. Trần Thái Sơn. Dạ. Cậu đến đây để làm gì? Dạ em tới đây để phỏng vấn ạ. Phỏng vấn vị trí sale đúng không? Được. Cậu giới thiệu một chút về mình. Trước tiên thì anh cho phép em làm một việc này được không ạ? Được, thoải mái. Công ty chúng tôi là một môi trường cực kỳ thoải mái, cậu có thể làm bất cứ việc gì mà mình thích. Dạ em rất là hồi hộp mà đấy. Thì trước tiên cho phép em chào anh. Dạ em là Sơn, 25 tuổi. Thì trước đây em tốt nghiệp trường Đại học 43, khoa chém gió cấp cao ạ. Khoa chém gió cấp cao. Thế cậu phỏng vấn vào công ty tôi, cậu có biết gì về công ty không? Dạ em không ạ. Không biết gì về công ty. Dạ. Phỏng vấn mà không biết gì về công ty là lạ nhỉ? Thế cậu có biết cái này là cái gì không? Bom phone. Chính vì cái này mà em xin vào công ty của anh để làm việc đấy. Cậu cũng biết cái bom phone này à? Dạ biết chứ. Bom phone của chúng tôi ngoài những tính năng mà chúng tôi đã giới thiệu. Vâng. Chúng tôi còn một tính năng nữa chúng tôi ẩn đi không giới thiệu. Dạ. Mà bây giờ giới quân sự Mỹ đang đặt hàng chúng tôi rất nhiều để tốt quá vậy. Sử dụng cho các cuộc phỏng vấn tội phạm. Đấy, cậu biết tính năng gì không? Dạ không, sao tội phạm gì đây ạ? Đây là một tính năng rất đặc biệt, chúng tôi gọi nó là tính năng chống nói dối. Đấy, tức là trong quá trình phỏng vấn, trong quá trình hỏi cung. Dạ. Nếu tội phạm hoặc người đi phỏng vấn mà chỉ cần nói dối một câu về bản thân, về công việc là lập tức chiếc máy này sẽ kêu một tiếng beep để phát hiện là người nó đang nói dối. Cậu có thể thử nói dối một vài câu xem máy này hoạt động có tốt không? Cho phép em thử nhé. Mỗi tuần thì vợ chồng em sinh hoạt 5 lần. thực ra thì nó chỉ 2-3 lần thôi. Trời ơi. Và thế này. Người phỏng vấn tôi cực kỳ đẹp trai. Vâng, cái này hay đấy anh ạ. Được. Đấy, cậu biết là trong buổi phỏng vấn này là cậu phải hoàn toàn nói sự thật nữa. Dạ. Tôi hỏi là cái hôm trước chúng tôi ra mắt cái sản phẩm bom phone này. Dạ. Cậu có nghe cái bài giới thiệu của giám đốc chúng tôi không? Dạ, tất nhiên ạ. Nó thực sự tuyệt vời và không thể nào tin được. Thực ra thì nó bình thường đấy ạ. Nó cực nhảm anh ạ. Cực nhảm? Dạ vâng. Sao cậu lại... Tôi không thể hiểu nổi tại sao cậu lại nói những ngôn từ như thế về một công ty đáng tự hào, đáng sáng tạo, đáng trân trọng như chúng tôi. Thôi được rồi. Trong CV cậu có ghi là tốt nghiệp Đại học 43 về khoa chém gió cấp cao. Dạ vâng. Đúng không? Thế bây giờ như này nhá. Đây. Dạ. Bây giờ cho cậu nói một vài cái ấn tượng cậu về cái bom phone của chúng tôi. Cậu nói những cái gì? Cái này thì em thuộc lòng rồi. Bởi vì thứ nhất đấy, về cái hình thức và thiết kế thì bom phone của chúng ta là đứng hàng nhất nhì thế giới. Về âm thanh thì nó phải nói hàng đầu thế giới. Và tất nhiên về giá cả thì nó hợp túi tiền nhất sau một chiếc smartphone cũng nhất thế giới. Em chỉ nói lại những lời mà các anh nói hôm trước thôi mà. Thôi. Thu nè. Anh đã nhận hồ sơ của tôi cho sếp chưa? Ôi giời, chuyện nhỏ. Cậu nhờ tôi là chắc chắn tôi phải làm. Tôi chuyển được hôm qua rồi. Tôi chuyển sáng nay. Ý là tôi sẽ chuyển nhé. Sorry. Ok, buổi sáng tôi này nhá. Tôi đi làm việc đây. Anh ơi, hình như máy không hư hỏng. Không hư hỏng gì cả. Cậu thấy máy của tôi tốt không? Đấy, tín hiệu cực kỳ tốt. Bây giờ mình trao đổi một tí về bản thân cậu. Dạ. Thế cậu làm ở những đâu rồi? Trước đây thì em mới chỉ làm việc và trung thành với một công ty đó. Thực ra là ba công ty ạ. Thực ra em không nhớ nổi ạ. Không nhớ nổi? Dạ vâng. Cậu không nhớ nổi những nơi cậu đã làm? Dạ. Úi giời ơi, những nơi cậu đã làm cậu không nhớ nổi. Nay của chỗ này, mai của chỗ khác. Thế thử hỏi, công ty tôi sẽ có những chính sách gì? Làm thế nào để giữ chân được cậu ở công ty tôi? Thôi được rồi. Dạ. Tôi cho cậu một câu hỏi cuối cùng trước khi cậu ra về trắng tay. Vâng. Tại sao công ty tôi phải tuyển một người như cậu vào làm sale? Thực ra thì nếu em được trở thành seller của bom phone thì em sẽ cung cấp cho khách hàng những thông tin trung thực và chính xác nhất. Dạ. Tốt lắm. Chúc mừng cậu. Dạ. Từ ngày mai cậu sẽ chính thức trở thành nhân viên của bom phone.